mình vừa làm xong một loại phân từ rác thải nhà bếp giúp cho cây ra hoa rất là tốt. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay trước khi vào movie chia sẻ những loại rác nhà bếp á, có thể giúp cho cây ra hoa, thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện của mẹ mình ở bên Việt Nam nha. Thì mẹ mình ở bên Việt Nam á, có một cái cây xoài chít. Thường một cái cây xoài chít á, là 1 tới 2 năm thì nó sẽ ra hoa mấy bạn. Nhưng mà mẹ mình á, trồng cây xoài này cũng lâu lắm rồi mà nó không có ra hoa. Thì một ngày mẹ mình mới gọi qua, mẹ mình nói với mình á, Thu ơi Thu, cái cây xoài của mẹ đó trồng lâu rồi mà sao cái cây á, nó rất là tốt nhưng mà sao không có thấy nó ra hoa hả Thu? Chắc mẹ nghĩ mẹ chặt cái cây xoài này đi quá. Thì mình nghe như vậy mình mới nói là thôi 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 mẹ đừng có chặt đi. Mẹ đi mẹ mua phân xương và mẹ bón cho nó. Mẹ mình bảo mày khùng hả Thu? Ở đâu Việt Nam tao tìm được ra phân xương mà tao bón cho nó. Sao mình nói ôi trời. Nhiều lúc á, có thể mẹ mình già, mẹ mình cũng không biết chỗ mua, hoặc là nhiều lúc cũng không có bán cho mẹ mình mua nữa. Nên là mình mới nói ôi, nếu không có phân xương á, thì mỗi lần mà mẹ chiên trứng á, mẹ giữ lại cái vỏ trứng xong mẹ xay ra mẹ bón cho cây xoài thì nó cũng ra bông đó. Thế là may sao á, trước cửa nhà mẹ mình á, có một cái cô bán bánh mì. Thì cô đó cũng thân với mẹ mình lắm. Thì cô hay bán bánh mì ốp la á mấy bạn. Thì mỗi ngày sau khi cô bán xong á, thì cô cho mẹ mình cái vỏ trứng. Mẹ mình cũng làm như mình á, lấy cái vỏ trứng đó, xong mẹ mình phơi khô, mẹ mình xay ra giống như bột á, rồi cứ rắc cho cái cây xoài thôi. Thì mới được khoảng 2 tháng thôi mấy bạn. Thì mới tuần vừa rồi mẹ mình mới gọi qua, mẹ mình khoe với mình á, Thu ơi Thu, cây xoài bây giờ nó bắt đầu nó ra được vài chùm bông rồi Thu ơi. Mẹ mình rất là vui luôn. Thế mình nói thế mẹ làm sao vậy? Mẹ mình nói tao cũng làm như mày ấy. Tao chỉ có lấy mấy cái vỏ trứng á, mẹ xay nhuyễn ra, xong rồi mẹ cứ rắc cho cái cây xoài, thế là bây giờ nó có hoa. Các bạn thấy là những cái rác ở nhà bếp, có nhiều cái loại rác mà nhiều lúc mình nghĩ á, mình dục đi nhưng mà nó cũng có tác dụng để cho cây nó ra hoa. Thì bây giờ những cái loại rác nhà bếp nào để giúp cây ra hoa thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm và làm như thế nào để giúp cây ra hoa nha. Bây giờ mình bắt đầu làm thôi nha các bạn. Thì đây là 5 cái loại rác nhà bếp mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn coi đây nè. Thứ nhất là vỏ trứng, cái này các bạn có thể dễ dàng tìm ở nhà bếp. Thứ hai là xác cua, là những cái này mình đã vắt nước mình ăn rồi, còn lại cái xác của nó hoặc là những cái cua ghẹ mà các bạn ăn á, thì các bạn cũng có thể bỏ giữ lại cái vỏ của nó để các bạn làm. Thứ ba là xương gà vịt, hay là những cái xương mà các bạn ăn, mà các bạn luộc các bạn ăn á, thì các bạn cũng có thể giữ lại dùng. Cái tư là mấy cái vỏ sò, vỏ ốc á. Còn cái thứ năm là vỏ này thì các bạn hay xài, vỏ tôm, cua. Các bạn ăn xong á, các bạn giữ lại, hoặc là xương cá. Những cái này á, là mình đã rang cho nó khô rồi để cho nó khỏi hôi đó mấy bạn. Mấy cái loại mà bã cua này nè các bạn muốn giữ làm phân xương cho nó thiệt là lâu thì các bạn phải bỏ vô, các bạn rang nó lên để giống như là nó không có còn, nó bớt hôi đó, rồi các bạn mới để được lâu. Các bạn rang cho nó khô lên luôn. Cái này là cũng là nhà mình là mình đã lấy mình ăn rồi, còn lại cái bã thôi, thì các bạn rang cho nó khô luôn rồi các bạn mới xay nó lên. Thậm chí cả mấy cái vỏ tôm này cũng vậy, khi các bạn không có nhiều á thì các bạn cứ lấy rồi các bạn rang nó lên cho nó khô lại, xong rồi các bạn mới bỏ vô các bạn xay nha. Mình bỏ tất cả vô, mình cứ đảo giống như là vỏ tôm hay là tất cả các vỏ sò rồi vỏ gì á, nói chung là. Nhưng mà cái vỏ sò hôm nay với lại xương gà hôm nay mình không có xài, tại vì cái máy nhà mình nó không có đủ mạnh để mà xay á. Nhưng mà mẹ chồng mình thì có cái máy rất là mạnh luôn, thì mình sẽ qua mình sẽ làm sau, mình mượn mình làm sau. Mình cứ đảo cho nó khô lên. Sau khi mình đã có những cái hỗn hợp mà mình rang lên rồi thì mình bỏ vô cái máy xay nào nó mạnh mạnh đó, bắt đầu mình mới xay nó lên mấy bạn. Mình đã bỏ tất cả cái mà lúc nãy mình rang rồi, bây giờ kèm theo vỏ trứng nữa. Mình bỏ hết mấy cái vỏ trứng. Vỏ trứng thì các bạn chỉ cần phơi cho nó khô khô thôi, là các bạn bóp nó hơi xa xa ra như vậy nè. Rồi.
Và bây giờ thì mình chỉ cần ấn nút và cho nó xay thôi mấy bạn. Đây nè các bạn, sau khi xay xong thì nó thành như vậy nè. Bây giờ các bạn đã có một loại phân rất là tốt để bón cho cây nở hoa, giống như là cà chua hay là những cái cây ăn trái mà nó cần phải nở hoa, bón cho cây nở hoa mà lại không tốn tiền từ những cái phân từ nhà bếp nha các bạn. Và bây giờ mình có thể bỏ vô hộp và mình cất đi, mình để dành thôi, khi nào mình cần thì mình mang ra mình bón. Nếu các bạn rang như vậy thì các bạn sẽ để được rất là lâu luôn. Đây nè, các bạn thấy không? Phần này còn tốt hơn là ở ngoài tiệm luôn á. Tại vì mấy cái bã cua của các bạn á, cho dù các bạn có vắt cỡ nào thì nó cũng còn cái chất thịt ở trong đó mà. Ngoài tiệm thì nó chỉ dùng mấy cái vỏ sò rồi nó xay ra thôi. Mình vừa làm xong một loại phân từ rác thải nhà bếp, giúp cho cây ra hoa rất là tốt. Những loại cây nào mà không có ra hoa, các bạn chỉ cần bón phân này thôi thì sẽ ra hoa rất là nhiều luôn nè. Các bạn ơi, mình vừa mới chia sẻ cho các bạn một loại phân từ rác thải nhà bếp, giúp cho cây nở hoa cực kỳ tốt luôn đó mà lại không tốn tiền nữa. Các bạn có thể dùng cái phân này để bón cho những cây cà chua hay những cây ăn trái mà không có hoa trong vườn nhà các bạn để giúp cho cây ra hoa nha. Và các bạn làm cái cách này thì nó sẽ không có bị hôi. Và các bạn cũng có thể để được lâu nữa mà bón cho cây cũng rất là tốt. Nếu các bạn thích video này thì xin vui lòng nhấn like, share cho những bạn khác cùng biết và subscribe cho kênh của mình nha. Hẹn các bạn ở những video sau. Bye bye!